áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô Thúy xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Ở chương 1, các con đã được ôn tập và bổ sung rồi đúng không nhỉ? À, đến với chương 2 là phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. À, buổi học đầu tiên của chương 2 là bài phép cộng có tổng bằng 10. À, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng làm bài tập của bài phép cộng có tổng bằng 10, trang 43 trong vở bài tập toán lớp 2, tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các con đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng làm bài tập chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé. Bài tập đầu tiên là bài tập 1. Đề bài yêu cầu các con nối theo mẫu để mỗi tổng đều bằng 10. Ở đây đề bài đã làm sẵn cho các con câu đầu tiên. Đấy. À, 7 sẽ cộng với 3 để bằng 10 đúng không nào? Đấy. À, vậy thì các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À, phép tính tiếp theo là 6 cộng với bao nhiêu thì bằng 10 nào? À đúng rồi, 6 cộng với 4 sẽ bằng 10 đúng không nào? À, tiếp đến 3 cộng với mấy thì bằng 10 nhỉ? À đúng rồi, 3 cộng với 7 bằng 10. À, tiếp đến nào, 1 cộng với mấy thì bằng 10 nhỉ? À chắc chắn là 1 cộng với 9 đúng không nào? À và 2 cộng với bao nhiêu thì bằng 10 nhỉ? À 2 ở đây sẽ cộng với 8. Đấy, à, tiếp đến nào, 8 lại cộng với bao nhiêu thì bằng 10? À 8 sẽ cộng với 2. À 9 sẽ cộng với 1 đúng không nào? Đấy. 5 cộng với bao nhiêu thì bằng 10 nào? À đúng rồi, 5 sẽ cộng với 5 thì bằng 10 này. À, tiếp đến 4 sẽ cộng với 4 sẽ cộng với 6 và cuối cùng là 0 sẽ cộng với 10 đúng không nào? Đấy. À, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 2 nhé. Bài tập thứ 2, đề bài yêu cầu các con tính. Ở đây có 4 câu, câu A, B, C và D. À, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À phép tính đầu tiên nè. 4 cộng với 6 cộng với 5. À trước tiên chúng mình sẽ lấy 4 cộng với 6 bằng 10. Đấy, bằng 10. Sau đấy chúng mình sẽ lấy 10 cộng với 5 đúng không nào? À, chúng mình sẽ lấy 10 cộng với 5 bằng 15. Đấy. À, phép tính thứ 2. 3 cộng với 7 cộng với 6. À, chúng mình sẽ lấy 3 cộng với 7 bằng 10 trước đúng không nào? Sau đấy 10 cộng với 6. Đấy. 10 cộng với 6 bằng 16. Đấy. Và tiếp đến câu C. 1 cộng với 9 cộng với 8. Chúng mình sẽ lấy 1 cộng với 9 bằng 10.
Sau đấy cộng tiếp với 8 đúng không nào? Và kết quả ở đây sẽ bằng bằng 18. Đấy. Và câu D, câu cuối cùng. 8 cộng với 2 cộng với 3. Chúng mình sẽ lấy 8 cộng với 2 bằng bằng 10. Sau đấy cộng tiếp với 3 nào. 10 cộng với 3 bằng đúng rồi, bằng 13. Đấy. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ hai rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ ba nhé. Và bài tập thứ ba cũng là bài tập cuối cùng. Đề bài yêu cầu các con tìm số, biết ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 10. Các con chú ý nhé. Biết ba số theo hàng ngang hay theo cột dọc đều có tổng là 10. Đấy. Bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình để kiểm tra xem là mình đã làm đúng chưa nhé. Ở cột dọc đầu tiên nè. Cột dọc đầu tiên đề bài cho các con hai số 3 rồi đúng không nào? 3 cộng với 3 bằng bằng 6. Vậy thì còn thiếu bao nhiêu nữa thì được 10 nhỉ? Đúng rồi, 6 sẽ cộng với 4 để bằng 10 đúng không nào? Vậy ở ô trống đầu tiên chúng mình sẽ điền số 4. Tiếp theo nào. Đến hàng ngang đầu tiên mình đã có số 4 và số 5 rồi đúng không nào? 4 cộng với 5 bằng 9. Vậy thì ở ô trống tiếp theo sẽ là số 1. Đấy, bởi vì 9 cần 1 nữa thì bằng 10 đúng không nào? Đấy. Tiếp đến ở cột dọc tiếp theo nào. 1 cộng với 7 bằng 8. Còn thiếu 2 nữa thì bằng 10 đúng không nào? Chúng mình sẽ điền số 2. Tiếp đến ở hàng ngang đã có số 2 này, đã có hai số 2 rồi. Nghĩa là 2 cộng với 2 bằng 4 thì còn thiếu 6 nữa là bằng 10 đúng không nào? Vậy chúng mình sẽ điền ở đây là số 6. Tiếp đến nào. Ở cột dọc tiếp theo 2 cộng với 1 bằng 3. 3 cộng với bao nhiêu nữa thì bằng 10 nhỉ? Đúng rồi, 3 sẽ cộng với 7 thì bằng 10. Chúng mình sẽ điền ở đây là số 7. Tiếp theo nào. Ở hàng ngang tiếp theo 7 cộng với 3 đã bằng 10 rồi đúng không nào? Vậy thì ở ô trống này chúng mình sẽ điền là số 0. Đấy. Và ở cột dọc cuối cùng đề bài đã cho con số 3 và số 4 rồi đúng không nào? 3 cộng với 4 bằng 7. Vậy thì ở ô cuối cùng này chúng mình sẽ điền vào số 3. Đấy. Vậy là cô và các con đã hoàn thành cả 3 bài tập của bài phép cộng có tổng bằng 10 rất là nhanh đúng không nào? Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Khóa học viện sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện sách.